Hải Yến xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mới đây ngày 15 tháng 6 năm 2020, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA đã công bố trên tạp chí Thiên văn học Tự nhiên. Họ phát hiện ra ánh sáng màu xanh trong bầu khí quyển của hỏa tinh. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên hiện tượng đã được các nhà khoa học phát hiện ra ở bên ngoài trái đất. Vậy hiện tượng này nói lên điều gì? Liệu đây có phải là dấu hiệu của sự xuất hiện oxy trong bầu khí quyển của hỏa tinh hay không? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi giải mã trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Hỏa tinh là hành tinh thứ tư tính từ Thái Dương hệ, nó thường được gọi với cái tên khác là hành tinh đỏ. Ở trên bề mặt hỏa tinh có nét giống với các hố va chạm trên mặt trăng, ngoài ra các núi lửa, thung lũng sa mạc và các chòm băng ở cực, chúng có nhiều nét tương đồng với trái đất. Nếu một ngày nào đó nhân loại phải di cư khỏi trái đất, hỏa tinh có lẽ sẽ là hành tinh đầu tiên được các nhà khoa học lưu tâm đến. Và mới đây ngày 15 tháng 6 năm 2020, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA đã công bố một phát hiện đáng kinh ngạc về hỏa tinh. Qua đó, tàu thám hiểm sao hỏa của họ đã phát hiện ra ánh sáng màu xanh ở trong bầu khí quyển của hỏa tinh. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện được vệt sáng xanh ngoài trái đất. Họ đã sử dụng máy quang phổ trên tàu thăm dò hỏa tinh TGO quét vào bầu khí quyển của hỏa tinh ở độ cao từ 20 đến 400 km. Qua đó, họ phát hiện ra màu xanh lá cây oxy ở tất cả các độ cao và nó được ghi nhận mạnh nhất ở khoảng cách 80 km. Vệt sáng xanh lá cây oxy của hỏa tinh nó tương tự như ánh sáng ban đêm nhìn thấy xung quanh bầu khí quyển của trái đất từ không gian. Ngay sau khi phát hiện, các nhà khoa học đã thực hiện mô hình hóa nhằm hiểu rõ hơn về vệt sáng xanh này. Qua những mô hình giả lập trên máy tính, họ cho rằng ánh sáng màu xanh đó được tạo ra bởi sự phân hủy carbon dioxide thành carbon monoxide và oxy. Và tàu thăm dò TGO đã phát hiện ra màu xanh lá cây oxy cả trong ánh sáng nhìn thấy và tia cực tím. Qua dữ liệu của TGO gửi về, cho kết quả phát xạ của ánh sáng nhìn thấy mạnh hơn 16,5 lần tia cực tím. Qua phát hiện mới này giúp các nhà khoa học phần nào hiểu hơn về bầu khí quyển của hỏa tinh, để họ có những phân tích cụ thể trước khi những kế hoạch chinh phục hỏa tinh trong tương lai. Có một điều thú vị là, sau khi phân tích vệt sáng xanh, các nhà khoa học cho rằng nó đã xuất hiện trên hỏa tinh cách đây khoảng 40 năm, nhưng mãi cho đến tận bây giờ, nhân loại mới phát hiện ra nó. Điều này chứng tỏ, hiểu biết của con người về hành tinh đỏ vẫn còn rất nhiều hạn chế. Mặc dù các nhà khoa học đã không ít lần quan sát và gửi các tàu thăm dò đến hỏa tinh, nhưng dường như nó đều vô hình trước các tàu thăm dò này. Chính vì vậy, những cuộc tranh cãi về sự sống trên hỏa tinh ngày càng gay cấn hơn bao giờ hết. Một số các nhà khoa học cho rằng hỏa tinh chắc chắn có tồn tại sự sống, nhưng nó đang ẩn nấp đâu đó trên hành tinh đỏ. Qua nhiều năm nghiên cứu về hỏa tinh, đã có rất nhiều các tổ chức nhận định rằng hỏa tinh đã từng xuất hiện sự sống. Một số nhà nghiên cứu còn cho rằng sự sống trên hỏa tinh đã gieo mầm cho sự sống trên trái đất. Ngày 20 tháng 7 năm 1976, tàu đổ bộ sao hỏa Viking của NASA đã hạ cánh thành công trên bề mặt của hỏa tinh, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc chinh phục hỏa tinh của nhân loại. Mục tiêu ngày đó của tàu đổ bộ là tìm kiếm sự sống trên hỏa tinh bằng việc phân tích các mẫu vật trên hành tinh đỏ để tìm kiếm các chất hữu cơ. Nhưng rất tiếc, Viking đã không tìm thấy bất kỳ một chất hữu cơ nào. Các nhà khoa học cho rằng có thể công cụ phân tích của Viking không đủ nhạy để phát hiện ra sự sống trên hỏa tinh. Nối tiếp theo sau tàu đổ bộ Viking, đã có rất nhiều các tổ chức khác trên thế giới cũng gửi các tàu thăm dò đến hỏa tinh. Nhưng cuối cùng, dường như mọi nhiệm vụ tìm kiếm sự sống trên hỏa tinh đều thất bại. Công bằng mà nói, trong số 7 hành tinh còn lại của hệ mặt trời, chỉ có hỏa tinh là hành tinh được đặt nhiều hy vọng nhất về một sự sống ngoài trái đất. Qua nhiều năm nghiên cứu về bầu khí quyển của hỏa tinh, các nhà khoa học cho rằng, cách đây khoảng 3,5 tỷ năm về trước, hỏa tinh có bầu khí quyển đủ dày để nước có thể chảy trên bề mặt. Những hình ảnh bề mặt hiện tại của hỏa tinh cho thấy sự tồn tại của những đồng bằng sông rộng lớn, các ranh giới đại dương. Trong khi đó, một số bằng chứng về những tảng đá được ngâm nước trong quá khứ đã xuất hiện trên bề mặt.
Tuy nhiên, vì một lý do gì đó, nó đã làm cho bầu khí quyển của hỏa tinh mỏng dần. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được là vì sao. Ở thời điểm hiện tại, hỏa tinh có bầu khí quyển mỏng hơn 100 lần so với bầu khí quyển của trái đất, nhưng nó vẫn đủ dày để hỗ trợ các kiểu thời tiết mây và gió. Chính vì bầu khí quyển mỏng và ở khoảng cách xa mặt trời hơn trái đất nên ở trên hỏa tinh có một nhiệt độ bề mặt rất lạnh. Theo đó, nhiệt độ trung bình bề mặt được ước tính vào khoảng âm 60 độ C, trong đó ở phía Cắc Cực là âm 125 độ C, còn ở vùng xích đạo của hỏa tinh có nhiệt độ vào khoảng 20 độ C. Ngoài ra, trên hỏa tinh còn tồn tại rất nhiều các trận bão bụi sắt oxit làm cho bề mặt của nó hiện lên với màu đỏ đặc trưng. Các cơn bão bụi này được đánh giá là lớn nhất hệ mặt trời. Chúng có khả năng che phủ toàn bộ hành tinh và kéo dài trong nhiều tháng. Một thực tế chúng ta phải chấp nhận rằng hiện tại ở hỏa tinh nó có một môi trường hết sức khắc nghiệt với sự sống kiểu trái đất. Có thể những sự sống trước đây trên hỏa tinh chúng đang ẩn nấp đâu đó mà con người chưa phát hiện ra. Cũng có thể tổ tiên của sự sống trên trái đất được bắt nguồn từ hành tinh đỏ. Nhưng không vì vậy mà các nhà khoa học ngừng khám phá và chinh phục hỏa tinh. Vào tháng 6 năm 2018, NASA đã tuyên bố con người có thể sinh sống trên hỏa tinh. Họ đã tìm thấy các khối xây dựng sự sống, tức các vật liệu hữu cơ thô sơ có niên đại khoảng 3 tỷ năm. Các phần tử này chứa carbon và các nguyên tố hữu cơ giống với các vi sinh vật trong đá trầm tích trên trái đất. Ngoài ra, họ cũng phát hiện ra khí quyển của hỏa tinh chỉ có độ dày bằng 1% khí quyển của trái đất, nhưng nó vẫn có khả năng ngăn chặn các tia bức xạ từ vũ trụ. Nếu so với trái đất, nồng độ bức xạ trên hỏa tinh tương đương với nồng độ bức xạ ở khu vực quỹ đạo thấp của trái đất, nơi mà trạm không gian quốc tế ISS hoạt động. Chính bởi vậy, các nhà khoa học cho rằng chắc chắn các phi hành gia có thể sinh sống trên hỏa tinh. Ngay sau những tuyên bố này của NASA, rất nhiều các tổ chức khoa học trên thế giới đã tập trung nghiên cứu về những điều kiện sống trên hỏa tinh. Vào tháng 7 năm 2019, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thiên nhiên. Các nhà khoa học đến từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA và Trường Đại học Edinburgh của Anh, họ đã phát triển thành công tấm chắn aerogel, một tấm vật liệu siêu nhẹ được sáng chế bắt chước hiệu ứng nhà kính của trái đất. Tấm chắn này sẽ biến bề mặt khô cằn, lạnh lẽo của hỏa tinh thành môi trường đất phù hợp để canh tác. Theo báo cáo trên chuyên gian Nature Astronomy, cấu tạo của tấm chắn bao gồm 97% không khí và phần còn lại là tổ hợp silicat nhẹ. Nó có độ dày từ 2 đến 3cm, chúng có thể cản được các tia tử ngoại nguy hiểm từ mặt trời, giúp quá trình quang hợp được diễn ra và giữ đủ nhiệt lượng để làm tan băng trên hỏa tinh. Và nhờ vậy có thể cho phép cây trồng sinh sống được trên hỏa tinh. Các nhà khoa học cho rằng những tấm chắn này nên được triển khai ở các khu vực có nhiều nước đóng băng trên hỏa tinh. Điều này sẽ cho phép các dạng sống quang hợp tồn tại mà không cần đến sự can thiệp quá sâu. Ngoài ra, trong một báo cáo vào tháng 10 năm 2019, các nhà nghiên cứu tại Đại học Wageningen ở Hà Lan đã xây dựng một mô hình đặc biệt để trồng cây với đất giả trên hỏa tinh do NASA phát triển. Theo đó, các nhà khoa học đã gieo hạt của 10 loại thực phẩm khác nhau trên những mẫu đất tương tự của hỏa tinh. Kết quả thu được rất đáng ngạc nhiên khi đa số các loại thực vật này đều nảy mầm trong điều kiện đất hỏa tinh. Qua đây một lần nữa xác định rằng nhân loại hoàn toàn có thể thực hiện canh tác trên bề mặt của hỏa tinh và chúng ta muốn định cư lâu dài, con người cần cải tạo hỏa tinh thành một nơi có đủ điều kiện để sinh sống. Việc cải tạo hỏa tinh cũng gây nên rất nhiều tranh cãi bởi các nhà khoa học. Một số chuyên gia cho rằng việc này vi phạm đến khía cạnh đạo đức, chúng ta không có quyền làm điều đó. Thực tế khi có sự nhúng tay của con người có thể sẽ phá hủy cả một hành tinh. Biết đâu rằng, chúng ta nghĩ là chúng ta đang cải tạo nó, nhưng thực chất chúng ta lại đang hủy hoại sự sống ở trên đó mà chúng ta chưa có khả năng khám phá. Ngoài ra, việc cải tạo hỏa tinh sẽ phá hủy những di sản địa chất quan trọng của hệ mặt trời. Điều này tương tự như những gì xảy ra trong cuốn sách Từ Trái Đất đến Mặt Trăng năm 1865 và sự kiện tàu vũ trụ Apollo 11 được phóng lên không gian ngày 16 tháng 7 năm 1969, dấu mốc lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng. Phải nói rằng, hỏa tinh vẫn là một hành tinh ẩn chứa biết bao điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá. Các cường quốc và các tổ chức khoa học trên thế giới, họ cũng đang xây dựng và thực hiện những dự án đưa con người lần đầu tiên đặt chân lên hành tinh đỏ.
Chỉ tính riêng năm 2020, đã có rất nhiều các kế hoạch thăm dò hỏa tinh được thực hiện. NASA dự kiến gửi tàu thăm dò mặt đất mang tên Mars 2020 vào tháng 7 hoặc tháng 8 tới đây. Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu và Roscosmos của Nga cũng hợp tác phóng tàu thăm dò lên hỏa tinh trong năm nay. Ngoài ra, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng vào cuộc. Họ dự kiến sẽ phóng tàu thăm dò lên hỏa tinh vào tháng 7 và nghiên cứu khí quyển hỏa tinh từ trên quỹ đạo của nó. Cùng lúc đó, Trung Quốc đã thử nghiệm bộ 3 tàu vũ trụ bao gồm tàu quỹ đạo, tàu đáp và tàu thăm dò sẽ bay đến hành tinh đỏ trong năm nay. Ngoài ra, còn rất nhiều các dự án tham vọng trong tương lai khác đều hướng đến việc khám phá hành tinh thứ tư tính từ mặt trời. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn vệt sáng xanh mới được phát hiện trên bầu khí quyển của hỏa tinh. Chúc các bạn xem video vui vẻ! Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tốt thú vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!